Đây là hóa đơn mua vào số 69 ngày 22 tháng 1 với nội dung là thuê xe đưa đón học sinh. Đối với học sinh ở xa trường thì chúng ta có dịch vụ là đưa đón học sinh và chi phí này cũng được cộng vào học phí của học sinh. Và đây là dịch vụ phát sinh hàng tháng. Do đó, chúng ta sẽ hạch toán ghi nhận thẳng vào tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 hoặc 6278 theo thông tư 200. Trên phần mềm MISA, chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua dịch vụ hoặc mua hàng hóa chọn hai mua hàng trong nước không qua kho, kho cũng được. Chúng ta thanh toán theo hình thức chuyển khoản, do đó tôi chọn chưa thanh toán. Nhà cung cấp là Tuấn Phương, tôi tìm kiếm tên Tuấn Phương. Nếu như có mã nhà cung cấp rồi, các bạn tích chọn luôn, còn nếu như chưa có thì chúng ta phải nhấn dấu cộng để chúng ta thêm mã. Diễn giải các bạn ghi là thuê xe đưa đón học sinh. Ngày hạch toán ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn 22 tháng 1 năm tài chính. Xuống phần mã dịch vụ, tôi tìm kiếm mã thuê xe đưa đón học sinh nếu như bạn nào chưa có mã thì chúng ta nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen này, nhấn vào dấu cộng để thêm, điền mã và tên, dịch vụ, chọn tính chất chỉ là diễn giải là được, sau đó nhấn cất. Còn ở đây tôi có rồi nên tôi tích chọn luôn. Theo thông tư 133 thì tại tài khoản chi phí tôi chọn 154, còn bạn nào làm theo thông tư 200 thì chúng ta chọn 6277 hoặc là 6278, số lượng là 1, đơn giá là 7 triệu, Sau phần thuế, tôi chọn phần trăm thuế giá trị gia tăng theo như trên hóa đơn. Sang số hóa đơn, tôi điền số hóa đơn vào 69. Vì ở đây tôi hạch toán theo thông tư 133 nợ 154 nên tôi phải sang thống kê. Chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung, mua ngoài cho lớp học. Kiểm tra tổng tiền hàng, tiền thuế và tổng thanh toán bằng tổng thanh toán ở trên hóa đơn thì chúng ta nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Tôi vừa hướng dẫn cho chúng ta hạch toán về hóa đơn mua vào ở thuê xe đưa đón học sinh, chưa thanh toán cho nhà cung cấp trên phần mềm MISA.